Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Hôm nay chúng ta sẽ không đi review hay là đánh giá test cái sản phẩm nào cả, mà chúng ta hãy cùng đi làm cái clip vlog nho nhỏ trên chính chiếc DJI Osmo Pocket mà tôi đang quay đây. Chiếc Osmo Pocket này thì tôi mới mua tại Tokyo Camera, và nhân viên thì vẫn phải mua với mức giá thì vô cùng là hấp dẫn tại thời điểm này. Thì chúng ta hãy cùng đi xem là cái khả năng quay vlog cá nhân của chiếc Osmo Pocket này nó như thế nào, nó được đến đâu, có được như là những cái vlogger mong chờ hay không. Và chúng ta hãy cùng đi thôi. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng đi trải nghiệm một ngày làm sinh viên ở Đại học Thăng Long. Đi nào! You told me I'm your anchor, I told you you're my pole. Through the wind and fire we tried to hold on. We built this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far shaking for my own. You said just keep holding on. If you're to break, oh, I always be your captain. From our failures we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break, oh. Thực sự là khu vực nhà để xe xung quanh rất là lớn, và xung quanh rất là nhiều xe. Không biết là tại là ba nhóm cùng đi học một lúc cho nên là số xe máy ở trong trường rất là nhiều, gần như là kín chỗ để luôn. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi dạo quanh một vòng trường Thăng Long để xem là cái cơ sở vật chất của trường này nó có những cái gì. Và để mà có thể lưu hành được ở trong cái trường này, chúng ta sẽ cần đến một cái lệnh bài. Và đây chính là cái lệnh bài của tôi. Đó, và chúng ta hãy cùng đi thôi. Đầu tiên bên này sẽ là thư viện, gồm có 4 tầng rất là lớn ở đây. Vừa có sách cho sinh viên mượn, lại vừa là chỗ để cho sinh viên học ở đấy luôn. Bên này là hội trường, giảng đường. Hội trường này tên là hội trường Tạ Quang Bửu và có một cái màn hình 400 inch. Và theo thông tin tôi nhận được thì hôm nay sẽ có buổi chiếu trực tiếp trận bóng đá U22 của Việt Nam tại cái hội trường này. Bên này sẽ là cửa hàng photo và khu vực nhà thể chất. Cái khu vực nhà thể chất này thì chúng ta sẽ có một cái sân bóng rổ rất là lớn ở bên trên cùng. Đó, bên dưới sẽ là những cái cửa hàng sách cũng như là phòng y tế, phòng tắm, phòng bóng bàn, phòng gương để nhảy, bla bla, và có cả nhà xe cho giáo viên nữa. Đó, rất là đẹp. Buổi tối thì ở đây sẽ có thắp đèn bởi vì bây giờ đang trang trí Noel rồi. Đây là khu vực vườn sinh viên đang trang trí Noel giờ, và khi trang trí xong thì sẽ rất là đẹp. Và lúc nào thì ở đây cũng sẽ được mở nhạc, có những cái tiếng nhạc rất là thư giãn cho sinh viên sau mỗi cái giờ học căng thẳng. Giờ thì ban ngày ở đây sẽ không có gì nổi bật cho lắm, nhưng mà khi mà ban đêm mọi đèn được bật lên thì rất là lung linh. Lát nữa thì xem nào bóng xong chúng ta sẽ cùng quay lại đây và cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của những cái cây thông Noel ở đây. Rất là đẹp. Ok, đầu tiên khi mà từ cổng vào thì sẽ là cái dãy nhà học. Đó. Dãy nhà học này thì cao có 10 tầng và gồm hai dãy là dãy B và dãy A. Thì đây tôi đang đi vào là dãy B. Cổng vào sẽ là dãy B. Khá là sạch sẽ đúng không nào? Và đầu tiên mỗi khi mà sinh viên đến trường thì việc đầu tiên là tôi sẽ rẽ vào nhà vệ sinh. Chảy chuốt lại một chút. Thank you.
không khí Noel ở khắp mọi nơi. Cây thông được trang trí ở giữa sảnh rất là đẹp. Ok, giờ thì bây giờ thì đã muộn giờ của tôi bao giờ, bây giờ tôi sẽ vào lớp và chúng ta hãy cùng theo chân tôi vào lớp nhé. Đã xong học xong thì chúng ta sẽ đi ra và tham quan trường tiếp. Ok. You said just keep holding on if you're about to break. Oh, oh, oh. I'll always be your captain for our failures we have grown. You said just keep You told me I'm your anchor, I told you you're my pole. Through the wind and fire we tried, hold on. All the doors we've opened and all the books we've closed. Words that come together, a story that we never told. So if I shake in for my own, you said just keep holding on if you're about to break. Trực tiếp trên K cộng luôn anh em ạ. Màn hình 400 inch. Siêu nét 4K. Sau một ngày dạo quanh trường Đại học Thăng Long cũng như là vừa theo dõi một cái trận chung kết bóng đá nam giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia với 3 bàn thắng vô cùng là hấp dẫn thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái clip tại đây và bây giờ tôi sẽ đi bão. Nếu anh em muốn thì sẽ đi theo tôi và chúng ta sẽ cùng tiếp tục cái quãng đường đi bão của chúng ta ngoài trường Đại học Thăng Long. Nào, mình đi thôi. Ok, và bây giờ đã là 2:04 sáng và tôi đang ngồi làm video thì tôi quên mất là chiếc pocket của tôi thì không thể nào mà vừa cầm vừa đi xe được. Như đầu clip thì anh em đã biết là tôi đã đi xe gì rồi đó, thì tôi không thể nào vừa cầm vừa đi xe được. Nó không giống như là những cái chiếc action cam chúng ta có thể gắn lên mũ hay là lên xe.
Thì nếu như mà chúng ta muốn vừa di chuyển vừa quay bằng chiếc pocket này, chúng ta sẽ phải cần phải có một cái bộ để gắn lên xe riêng hoặc là bộ để kẹp vào ba lô để có thể di chuyển. Nhưng mà rất tiếc là hôm đó thì tôi đã không chuẩn bị được, cho nên là tôi không thể nào mà có được cái clip quá trình mà tôi đi bão cho anh em. Đó thì anh em sẽ xem tạm cái đoạn là buổi tối ở trường Đại học Thăng Long nó sẽ lung linh như thế nào. Ok, còn tôi sẽ không đánh giá về cái khả năng quay vlog của em Osmo Pocket này, mà tôi sẽ để cho anh em tự đánh giá trong cái đoạn clip mà anh em vừa xem xong. Ok, và nếu anh em cảm thấy video hay và hấp dẫn thì cũng đừng quên để lại một like cũng như là subscribe kênh để chúng mình có động lực làm thêm những video tiếp theo. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. When you call me, it's a kind of call. I hear it running through my blood. If you're feeling, then I don't stand a chance. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. We never stand a chance.